Everybody, chào mừng cả nhà quay trở lại với cô Pink Vlog Bling Bling. Hãy nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để luôn xem được những video mới nhất của Pinky nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và ngày hôm nay Pinky sẽ bật mí cho cả nhà một kho bí mật của Pinky. Đó chính là... What? Ủa đâu rồi? Đó chính là trong điện thoại của Pinky có gì? Vào điện thoại Pinky xem có gì nào. Ta-da, đây là người bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi của Pinky. Đây, cái case điện thoại của Pinky là có màu trắng và chấm trái tim màu hồng, rất là dễ thương. Mua cũng rẻ thôi nhưng mà không có nhớ là mua ở đâu hết. Còn điện thoại thì Pinky sử dụng Apple, iPhone, quả táo cắn dở. Đây là đời XS Max, màu vàng đồng. Thật sự ra là Pinky rất là mong muốn là điện thoại của mình có sản xuất màu hồng. Nhưng mà cái đời này thì không có màu hồng cho nên Pinky chọn cái màu phong thủy đúng theo tuổi của mình, mạng kim. Đó là màu vàng đồng, vẫn rất là đẹp đúng không nè. Pinky sẽ cho mọi người xem hình nền điện thoại của Pinky là gì nha. Ta-da, thấy chưa nè. Mọi người có biết tại sao Pinky chọn cái hình này làm hình nền điện thoại không? Không phải vì nó đẹp nhất hay mình thích nhất đâu. Thật sự ra Pinky có nhiều hình là xinh hơn, đẹp hơn, thích hơn, mặc cả nguyên một set đồ màu hồng tông màu chủ đạo của mình luôn. Nhưng mà không biết tại sao cái giao diện điện thoại này á, để hình nền điện thoại lên nó cảm giác là kéo dài cái hình ra, nên cảm giác mặt mình là dài như trái xoài vậy á. Chỉ có cái hình này để vào thì nó dài vừa vừa, nó không quá lố, nên phải để vậy thôi, cũng rất là xinh đúng không nè. Chứ không thôi á, để cái hình kia mình thích nhưng mà lúc nào mở lên người ta nhìn thấy người ta cũng nói là ôi trời ơi, cô Pink mà trái xoài. Điện thoại của Pinky thì có 1, 2, 3 slide. Thật sự ra thì Pinky không phải là một người mà xài quá là nhiều app, cho nên điện thoại của mình cũng không có quá nhiều slide, quá nhiều trang. Mình chỉ là thích cái app nào thì mình cứ chuyên sử dụng cái app đó thôi. Cho nên nhưng mà mình cảm thấy là nó tốt, mình xài có hiệu quả là được, không có cần phải quá nhiều thứ mà nó lung tung điện thoại. Những app Pinky sử dụng thường xuyên và nhiều nhất trên điện thoại của mình đó chính là mạng xã hội Facebook, Instagram và YouTube. Tại sao có thêm YouTube nữa? Tại vì Pinky là một người làm trong lĩnh vực YouTube, cho nên ngoài việc sử dụng YouTube để xem những cái video mới của những nghệ sĩ khác thì mình cũng luôn luôn sử dụng app này để theo dõi những bình luận, những phản ứng tương tác của những khán giả đối với sản phẩm của mình làm ra. Đây ví dụ nha, YouTube của Pinky đang login sẵn cái account Pinky Honey này đây. Mọi người có thể xem nha, đây là trang chủ nè. Trang chủ nè, đó, đã gần được 1 triệu subscriber rồi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trên kênh YouTube Pinky Honey của Pinky thì bảo đảm là có rất nhiều video hay ho mà có thể là các bạn chưa xem hết, cho nên hãy thử lướt qua trên kênh Pinky Honey để mình xem nha. Về Facebook, thời buổi công nghệ hiện nay thì chắc chắn là ai cũng đam mê cái Facebook này hết như một thói quen rồi. Đây, trang cá nhân của Pinky đây, Thân Thùy Bảo Trân, mở ngoặc, Pinky đóng ngoặc. Nếu như mà ai chưa biết trang cá nhân của Pinky thì bây giờ biết rồi, chúng ta cùng add friend nhau nha. Rồi đây, trang cá nhân của Pinky như thế này, như thế này, như thế này, post tùm lum tùm lá hết luôn. Rất là nhiều ha. Rồi, tiếp theo là cái page Pinky Honey, là page về cái thương hiệu đồ ngủ pyjama của Pinky. Đây mọi người thấy không? Giống như Pinky đang mặc đây nè, là một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp rất mát, rất mịn, rất mềm, đến từ Pinky Honey Store. Tiếp theo là page Gem Beauty Nails. Đây là hệ thống tiệm nail của diễn viên Pinky. Là con gái á, dù mặt mũi có xinh xắn cỡ nào nhưng mà bàn tay của mình mà nhìn nó tróc ghẻ quá thì nhìn nó cũng không có được thẩm mỹ lắm đúng không nè. Cho nên nếu như muốn chăm sóc bàn tay của mình, nail xinh giá rẻ đến ngay Gem Beauty Nails của Pinky nha. Mọi người nhìn xem nè, đây cái bộ nails này Pinky làm từ Gem Beauty Nails. Đây là chủ đề trái thơm, với bộ đồ pyjama cũng trái thơm của mình luôn, cũng hợp tông quá ha. Pinky là một người phải nói thật sự là cực kỳ sống ảo. Không có ảo quá nhưng mà mình thích là hình ảnh của mình khi mà up lên phải ảo. Con gái ai cũng vậy đúng không? Ai là con gái thích sống ảo? Bình luận một cái cho tôi, để tôi biết tôi không cô đơn, tôi không phải là người duy nhất xấu hổ về chuyện sống ảo này à. Mà cũng không có gì phải xấu hổ hết, là con gái phải xinh, phải sống ảo một chút. Hình ảnh up lên phải lung linh, không có ai muốn up lên hình mình xấu hết đúng không? Và ba cái app chụp hình mà Pinky hay sống ảo nhiều nhất
đó chính là B612 Foodie và Ulike. Trước đây thì Binky sử dụng Foodie và B612 rất là nhiều, nhưng từ khi mà có Ulike thì Binky thường xuyên sử dụng Ulike vì mình cảm giác là cái chất lượng hình của Ulike nó rõ hơn, nó không có bị mờ nên nó không có ảo quá. Mình biết là mình chụp bằng app là có filter, có chỉnh màu rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nó rất là thật và giống mình ở ngoài đời. Đây, cho mọi người xem thử nha. Ok, bây giờ Binky sẽ thử chụp một tấm hình bằng Ulike cho mọi người xem nha. Quá ảo luôn á. Đó, mọi người thấy không? Theo kinh nghiệm sống ảo bao lâu nay của Binky thì Binky nghĩ là Ulike hiện đang là một sự lựa chọn sống ảo mà đỡ bị lộ và đỡ bị lố nhất. Cho nên mọi người ai muốn có những tấm hình xinh xắn mà không bị quá giả giống như Binky á thì thử qua cái app này nha. Như mọi người thấy đó, mặc dù điện thoại của Binky là có tới 3 slide nhưng mà lại không có một cái game nào hết. Tại vì thật sự ra là Binky không có thời gian để chơi game. Mỗi lần mà đi quay về xong hoặc là làm việc xong về nhà chỉ muốn ngủ, chỉ muốn làm biếng thôi, nằm lướt mạng xã hội thôi. Cho nên đó là lý do mà tại sao Binky không có một cái app game nào trong điện thoại của mình hết. Nếu như mà mọi người có biết một cái game nào mà hay, vui nhưng mà không có tốn quá nhiều thời gian dành cho những người lười biếng và không có thời gian như Binky thì mọi người bình luận cho Binky biết nha. Ngoài ra Binky còn có một sở thích là du lịch, và tâm lý của Binky như những người bình thường khác đó chính là mình muốn du lịch vui, đẹp nhưng vẫn phải tiết kiệm tối ưu chi phí có thể. Nên Binky cũng thường là tự tìm hiểu trong những cái app booking để mình có thể là tự so sánh giá cả và tự book cho mình những cái chuyến bay hoặc là những cái khách sạn cũng như là phương tiện di chuyển với chi phí tốt nhất mà không cần phải nhờ qua dịch vụ nào hết. Có một cái app booking mà Binky sử dụng nhiều đó chính là Agoda. Tuy nhiên thì Binky biết là hiện tại có rất là nhiều app booking mới tân tiến hơn, phát triển hơn và cũng rất là hữu ích. Cho nên mọi người có đang sử dụng một cái app booking nào mà muốn khuyến khích Binky thử sử dụng thì mọi người bình luận bên dưới cho Binky biết luôn nha. Một điều bí mật nữa về Binky đó chính là mặc dù nhìn mình ốm, rất là ốm như thế này thôi, nhưng mà Binky rất là thích ăn vặt, ăn rất là nhiều. Cho nên phải có những cái app booking đồ ăn giao đến tận nhà cho mình. Và những cái app mà Binky hay sử dụng nhiều nhất đó chính là Foodie, GoViet và GrabFood. Nhưng với kinh nghiệm mà Binky sử dụng nhiều nhất á thì đó chính là app GoViet. Tại vì GoViet rất là hay có khuyến mãi, giảm giá và miễn phí giao hàng luôn. Đầu tiên là mọi người sẽ thấy được Binky có rất là nhiều hình mặc pyjama đồ ngủ. Tại vì đó là thương hiệu đồ ngủ của Binky, cho nên gần đây là Binky chụp rất là nhiều hình những cái mẫu đồ ngủ mới. Nên đa số là trong điện thoại là tràn ngập hình đồ ngủ hết luôn. Đây, quá trời quá đất luôn. Rồi tiếp theo là tới hình selfie của mình. Mọi người có thể thấy đó, một lần mà Binky selfie chỉ có một dáng giống nhau thôi, nhưng mà phải chụp mấy chục tấm xong lựa ra một tấm. Không biết tại sao nữa, có thể nó là do thói quen của mình nó như vậy rồi, cho nên lúc nào chụp cũng có nhiều như vậy. Tới hình này rồi. Gần đây nhất thì Binky có một cái chuyến du lịch đến thăm Đài Loan, nên Binky có rất là nhiều hình ở Đài Loan nè, nhưng mà vẫn chưa có up lên trên mạng xã hội tại vì chưa có thời gian chọn hình. Một lần chụp quá nhiều hình cho nên rất là mất thời gian để chọn hình rồi mới up ha. Đây Đài Loan là xứ sở bánh dứa. Thôi tấm này xấu quá không cho mọi người coi đâu. Đây, Đài Loan là xứ sở của bánh dứa, bánh trái thơm đó mọi người. Đặc biệt là Đài Loan đó nha, có một cái văn hóa là gấp thú. Đi đâu cũng thấy rất là nhiều những cửa hàng gấp thú rất là mạnh, rất là to luôn. Mà đặc biệt là khác ở Việt Nam của mình là những cái cửa hàng gấp thú ở Đài Loan á có rất là nhiều những cái giải thưởng gọi là hấp dẫn, cho nên đó là lý do mà tại sao mà người ta chơi nhiều. Ví dụ như là ở Việt Nam thì chỉ là gấp thú bông thôi, nhưng ở Đài Loan có thể gấp được điện thoại nè, gấp được mấy chục hình nè, gấp được rất là nhiều thứ. Nói chung thứ gì cũng làm giải thưởng được hết. Cái văn hóa gấp thú ở Đài Loan và nói là rất là phổ biến luôn, rất là nhiều tiệm nè. Đó ha. Rồi ok, món ăn Đài Loan nè, Binky toàn là ăn ở những cái địa điểm nổi tiếng thôi à. Với lại ở Đài Loan là xứ sở của trà sữa, cho nên Binky có rất là nhiều hình chụp ở những cái thương hiệu trà sữa nổi tiếng nè. Đây, đó, lại là một tấm hình ở một cái tiệm gấp thú khác. Rồi,
Ok, trà sữa quá trời luôn. Cho mọi người coi một cái video rất là mắc cười. Đó chính là Pinky đến Đài Loan vào đúng cái dịp mà đang có bão á. Cho nên mặc dù là đi du lịch nhưng mà cũng đã mất hết 1-2 ngày là phong ba bão táp. Pinky chụp hình, Pinky muốn đứng pose dáng chụp hình nhưng mà gió mạnh tới nỗi mà mình ốm quá nó thổi bay mình đi mất tiêu luôn. Không có thể nào chụp hình được đàng hoàng. Hy vọng là khi mà mình chọn lại mình sẽ tìm được một tấm hình tạm được để up lên khoe với mọi người ha. Bây giờ Pinky sẽ cho mọi người xem một cái clip mà lúc pose dáng gió đã mạnh như thế nào và Pinky đã bị thổi bay như thế nào nha. Đây là ở đài tưởng niệm tượng giới thạch của Đài Loan. Đó, mọi người thấy chưa? Mỏng manh dễ vỡ giữa bão luôn. Rồi, ok. Tới hình khai trương shop của Pinky rồi. Và đó là kho bí mật trong điện thoại của Pinky mà Pinky bật mí với mọi người. Nếu như mà hỏi Pinky là Pinky có thường xuyên sử dụng điện thoại hay không, hay là nếu như mà không sử dụng một ngày thì có chết hay không, thì phải nói thật là trong thời buổi hiện đại bây giờ thì ai cũng cần phải xài điện thoại hết, không có thì thật sự cảm thấy rất là thiếu thốn luôn. Nên Pinky nghĩ là điện thoại là một thứ cực kỳ quan trọng trong thời buổi hiện đại công nghệ hiện nay. Nhưng mà nếu như mà một ngày nào đó mà tất cả điện thoại trên thế giới biến mất thì chắc là cũng không có ai chết hết. Pinky đã có làm một cái thử thách là 24 giờ không dùng mạng điện thoại và internet trên kênh YouTube Pinky Honey. Nếu như mà mọi người chưa xem thì có thể tìm lại để xem thử, xem là Pinky đã sống sót 24 giờ không có điện thoại như thế nào nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Hãy nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để luôn xem được những video mới nhất của Pinky nha. Xin chào và hẹn gặp lại.